Ok, nó clip không phải này đây, cái này mình đục sẵn rồi, các em phải tự đục nhá. Nút này trong nước. Xót đâu cho tìm cách xa, rồi mùa đông qua ngàn ánh dương quay trở về. La 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 la. Vào hộp thôi nhé. Đẹp. Quá đẹp luôn. Mẹ đang thiếu dây rồi. Thank you.
Mẹ cái này là cái clip 13. Demo thử à, có đây hai cái gì này nối nhau đi. Ui, lên đèn rồi đây. Ok, xong. Đây là hộp phụ kiện của cái của pin này nhá.
Đây là cái răng chống nước của nó nhé. Có cái này nhá, răng 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 à đâu, đây là cái nút. Có dây sắt như này nhá. À, quên. Em. Ngon. Ở đây có cái này nữa. Cảm ơn. Rồi, ok. Ok nhỉ. Ok, anh em có nhu cầu muốn liên hệ mình nhá. Ăn thịt nhá. Mình hướng dẫn anh em làm quả 150 từ A đến Z luôn nhá. Ok.